Các đồng chí bí thư không nhớ tôi ạ. À? Nhớ được một lần, hôm đại hội đảng bộ Vĩnh Hòa, cậu phê bình tay mic, tác phong quan liêu quân phiệt chứ gì. Bí thư nhớ tốt bí thư quá. Nhớ dài thật. Thôi ta vào đi. Mời chị ạ. Mấy tay lãnh đạo ở Phương Trúc chắc chưa biết chị Thường phải không? Chị là trưởng ban kiểm tra của tỉnh ủy. Các cậu biết, để nhỡ sau này có bị tớ chèn ép, còn biết đường mà tố cáo khiếu nại với chị ấy chứ. Mới mấy hôm không gặp, nhưng hình như chị Thường béo hơn hôm xuống đây thì phải. Ngày nào cũng ăn cơm độn ngô với cá khô thì lấy đâu ra mà béo. Thế thì chị béo lên là đúng rồi. Vừa rồi em có đọc một bài báo của ông gì đó phân tích giữa cây ngô và các cây lương thực khác, giữa cá khô và cá tươi. Cuối cùng ông ấy kết luận ngô là loại cây lương thực có nhiều chất bổ nhất, còn cá khô cho dinh dưỡng gấp 2 lần cá tươi, ngoài ra còn chống lại được bao nhiêu thứ bệnh. Lão tuệ. Thiếu gạo thì cứ bảo là thiếu gạo nên phải ăn độn, thiếu cá tươi nên phải ăn cá khô cho xong chuyện. Khác nào mấy anh ngồi một chỗ ca ngợi hợp tác xã nào là tốt đẹp, ưu việt, đem lại cuộc sống ấm no cho bà con, khiến bà con phấn khởi, tin tưởng. Trong khi phong trào hợp tác xã thì rối như mớ bòng bong, còn cuộc sống của người nông dân thì đang rất cơ cực. Này, chú cẩn thận với lời nói của chú đấy. Có muốn bay cái ghế bí thư tỉnh ủy không? Cấp trên có ngồi ngay trước mặt tôi thì tôi cũng nói như vậy, chẳng thế nào khác được. Cứ du ngủ bằng những lời khen hão huyền thì có ngày ngủ thẳng cẳng, chẳng bao giờ dậy được nữa. Dân gian có câu, nằm trong chăn mới biết chăn có giận. Thực tế ở Hồng Vân đã nói lên điều đó. Nếu chúng em không thức tỉnh sớm, chắc chắn cũng nằm ngủ thẳng cẳng như bí thư vừa nói đấy ạ. Nào, ta bắt đầu làm việc được chứ nhỉ? Dạ, thành phần được mời họp đã triệu tập đầy đủ rồi. Xin mời bí thư và chị Thường bắt đầu đi ạ. Hôm qua tớ gọi điện xuống, bảo các cậu mời ông Rau ở thôn Hạ Hòa đến dự họp. Sao không thấy ông ở đây nhỉ? Em đã trực tiếp đến mời cụ ấy, nhưng mấy hôm nay cụ ấy bị mệt nên không đến được. Cụ ấy làm sao? Dạ, cụ ấy chỉ bị cảm sơ sơ thôi ạ. Thế thì làm việc xong, tớ phải đến thăm cụ ấy mới được. Mấy tay ở Hồng Vân và Phương Trúc đã biết nội dung cuộc họp ngày hôm nay chưa nhỉ? Dạ, anh Bằng đã nói với chúng em biết rồi ạ. Ai điều khiển cuộc họp ngày hôm nay, cậu Bằng hay cậu Mít? Dạ, đảng lãnh đạo toàn diện và triệt để. Dạ, hôm nay bí thư huyện ủy là người chủ trì cuộc họp đấy ạ. Lãnh đạo, chứ không làm thay chính quyền đâu đấy. Cậu đừng lấy cớ đun đẩy trách nhiệm sang cho người khác. Nào, cậu Bằng cho bắt đầu đi. Dạ vâng ạ. Sự sa sút của các hợp tác xã trên khắp miền Bắc nói chung và ở trên tỉnh ta nói riêng, ai cũng biết nguyên do của nó, nhưng không dám nói ra, chứ đừng nghĩ đến chuyện dám thay đổi. Tất cả chỉ là vì cái thói vụ lợi cầu an. Những cán bộ đảng viên của hợp tác xã Hồng Vân, Phương Trúc của huyện Vĩnh Hòa, Đằng Xá, Cao Sơn của huyện Linh Sơn, An Lưu của huyện Yên Lộc và một số xã và hợp tác xã, dám thay thế một kiểu khoán mới là một việc làm hết sức dũng cảm và có trách nhiệm trước người nông dân. Tỉnh ủy hoàn toàn ủng hộ việc này và sẵn sàng chịu trách nhiệm trước đảng về quan điểm của mình. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét đề nghị của Phương Trúc về việc hóa giá công cụ sản xuất cho xã viên. Đầu tiên tôi muốn biết, đề nghị này là của đảng ủy xã hay của ban quản trị hợp tác xã? Báo cáo bí thư, của ban quản trị hợp tác xã. Thế đảng ủy có ủng hộ không? Nếu không ủng hộ thì chúng tôi sẽ không đề nghị với huyện ủy và chắc sẽ không có cuộc họp ngày hôm nay. Tốt. À này, thế ông có nằm trong cơ cấu huyện ủy không? Dạ thưa bí thư, đồng chí Soạn là thường vụ huyện ủy đấy ạ. Cậu có thấy các cấp bộ đảng đều thụ động trước việc làm của cơ sở không? Đề xuất hóa giá công cụ sản xuất không phải là của đảng ủy mà do cơ sở đề nghị. Khoán tổ, khoán nhóm, cho đến làm vụ sen canh cũng vậy. Cho tôi hỏi chủ nhiệm hợp tác xã Phương Trúc nhé. Đề nghị hóa giá công cụ là do xã viên đề nghị hay ban quản trị nghĩ ra? Dạ thưa bí thư, đó là đề nghị của bà con xã viên.
Đấy, công đã thấy chưa? Dân mới là người quyết định nên làm cách nào là đúng. Cán bộ đảng viên phải nhạy bén, nắm bắt nguyện vọng và sáng kiến của người dân. Lựa chọn cái nào là đúng thì tìm cách ra mà làm. Cái gì hay nhưng chưa hoàn chỉnh thì chịu khó suy nghĩ, làm cho nó hoàn chỉnh. Bây giờ các cậu Hồng Vân và Phương Trúc cho tôi biết công cụ sản xuất mà các cậu định hóa giá gồm những thứ gì? Dạ, báo cáo đồng chí Bí Thư. Hiện nay trong kho hợp tác xã Hồng Vân có 26 cái xe cải tiến, 4 cào cỏ cải tiến loại 64A, 7 bình phun thuốc trừ sâu và 31 chiếc cày tay. Còn lại là liềm, hái, quang gánh và cào cỏ một lưỡi. Phương Trúc có những gì? Báo cáo Bí Thư, hợp tác xã Phương Trúc có 27 chiếc xe cải tiến, trong đó có 5 chiếc mới mua, 8 bình thuốc trừ sâu, 6 cào cỏ cải tiến, 32 cái cày tay, 137 cái liềm. Còn quan gánh thì chưa thể kiểm kê được. Phương Trúc là nơi chủ trương hóa giá công cụ sản xuất. Vậy các cậu nói cho tôi biết, định hóa giá bằng phương thức nào? Thưa Bí Thư, Ban Quản trị Hợp tác xã đã báo cáo với huyện ủy là sẽ cho thành lập một ban. Ban này gồm các cán bộ của Ban Quản trị Hợp tác xã, Bí Thư chi bộ, Bí Thư thanh niên và một số đại biểu cho dân bầu. Ban này có nhiệm vụ ấy, đánh giá chất lượng của công cụ, rồi xác định giá cả của từng cái. Sau đó cho mời những ai có nhu cầu muốn mua thì tập trung nhau lại, đấu giá công khai. Ai trả cao thì người ấy được ạ. Các cậu làm việc dân chủ, công khai như vậy là tốt đấy. Nhưng theo tớ nhé, chỉ nên đấu giá những công cụ có giá trị như xe cải tiến, bình bơm thuốc trừ sâu và cào cỏ cải tiến 64A thôi. Còn cầy tay, liềm hái, quăng gánh, ai muốn mua thì bán cho người ta. Chứ có gì mà phải định giá, đấu giá cho mất thì giờ. Hả? Bí Thư nói phải đấy. Cầy tay, liềm hái, quăng gánh, không có của hợp tác xã thì người ta cũng tự sắm được. Có điều này tôi muốn hỏi tất cả các cậu. Các hợp tác xã hiện nay có một thực tế là có hộ nhiều lao động, có hộ ít lao động và có hộ thực sự neo đơn. Điều đó dẫn đến tình trạng có hộ đủ ăn, có hộ thiếu ăn và có hộ thực sự nghèo đói. Nếu hóa giá các công cụ sản xuất thì có hộ khá giả sẽ mua được. Còn những hộ thiếu lao động, nhất là những hộ có chồng con ra mặt trận, thì chỉ có đôi quang gánh. Như vậy là không công bằng. Các cậu tự tính giải quyết việc này như thế nào? Dạ, quả thật là chúng em cũng chưa tính đến việc này ạ. Thế hợp tác xã Hồng Vân định giải quyết việc này thế nào? Dạ, chỉ có cách là những hộ không có xe cải tiến thì nhờ những hộ có phương tiện này để làm giúp và sẽ trả tiền hao mòn cho họ vậy. Thế chẳng may gặp anh hàng xóm tham lam hoặc hàng xóm không ưa nhau lấy cái giá cắt cổ thì sao? Dạ, đúng như Bí Thư vừa nói đấy ạ. Đây là những điều rắc rối mà chúng em chưa nghĩ tới. Tớ đề nghị như thế này, các cậu xem có được không nhé. Xe cải tiến chỉ hóa giá 2/3 thôi. Còn lại 1/3 thì do hợp tác xã quản, để cho những người không mua được xe, khi cần có thể thuê lại của hợp tác xã. Bình thuốc trừ sâu cũng vậy. Hợp tác nào cũng chỉ có 7-8 cái. Vì thế không nên hóa giá hết, mà để hợp tác xã quản dùng chung. Để tránh tình trạng cha chung không ai khóc. Phải đề ra nguyên tắc là nếu ai thuê xe cải tiến của hợp tác mà làm hư hỏng thì phải bồi thường thiệt hại. Phải lấn dần từng bước thôi các cậu ạ. Vâng, vâng. Tôi thấy ý kiến của Bí Thư là hợp tình hợp lý. Chúng ta cố gắng tạo sự công bằng trong xã hội được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Có lẽ trước mắt ta nên làm như ý kiến của đồng chí Bí Thư. Sau tùy vào tình hình mà vận dụng, sao cho thấu tình đạt lý. Chị Thường có ý kiến gì không? Theo tôi, bước đầu ta cứ làm như thế đã. Làm gì thì làm, nhưng đảm bảo sự công bằng trong nội bộ hợp tác xã, tránh tình trạng mất đoàn kết xảy ra sau khi hóa giá công cụ. Trước khi tiến hành hóa giá, ta nên có một cuộc họp với dân, báo cáo chủ trương của lãnh đạo để dân biết và tham gia ý kiến. Có thể dân có ý kiến hay hơn kiểu làm mà chúng ta vừa bàn. Các cậu bên Hồng Vân thấy thế nào? Có cách làm gì khác không?
Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của đồng chí Bí Thư. Bây giờ ta nên bàn xem ai sẽ làm trước để còn rút kinh nghiệm. Sáng kiến này là của Phương Trúc. Thì để Phương Trúc làm chứ cần gì phải bàn. Ông nên nhớ tôi với ông cùng nghĩ ra việc này. Ông nhanh mồm hơn nên báo cáo Bí Thư huyện ủy. Ông đừng có nhận vơ sáng kiến này là sáng kiến của Phương Trúc nhé. Đồng ý là tôi với ông có bàn với nhau. Nhưng ông còn rụt rè im lặng. Tôi nghĩ xong báo cáo ngay. Y hệt như cái anh chạy thi. Anh nào đến đích trước là anh ấy thắng. Đúng không đồng chí Bí Thư? Bí Thư tỉnh hay Bí Thư huyện đây? Tôi hỏi cả hai cho chắc. Coi như là xin ý kiến tập thể. Có lẽ việc này lại phải nhờ Bí Thư tỉnh ủy đứng ra làm trọng tài giúp. Chứ em chẳng hơi đâu mà cãi chảy cãi cối với cái tài soạn này. Khó nhỉ? Thực ra việc này tôi với chị Thường đã trao đổi với nhau và muốn giao việc này cho Hồng Vân. Vì họ đã cải tiến được mấy vụ rồi nên có chút kinh nghiệm. Ông thấy chưa? Tỉnh ủy rất là sáng suốt. Bí Thư như vậy là không công bằng. Nhất bền trọng, nhất bền khinh. Thế nào ông Bằng? Định xử lý việc này thế nào đấy? Phương Trúc đề nghị trước. Cứ để họ làm ạ. Chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc này. Ê, huyện ủy sáng suốt quá. Thôi chết, em xin lỗi bác Kim ạ. Em xin lỗi bác Thường ạ. Ai sáng suốt hơn thì cứ khen. Việc gì mà phải xin lỗi? Chả lẽ cứ cấp trên là phải sáng suốt hơn cấp dưới à? Theo tớ, có lẽ nên để hai hợp tác xã cùng làm. Các cậu thấy thế nào? Bây giờ Bí Thư tỉnh ủy lại vô cùng sáng suốt ạ. Tỉnh ủy giao cho hai hợp tác xã cùng làm. Huyện ủy có trách nhiệm chỉ đạo. Đã không làm thì thôi, mà đã làm thì không được phép thất bại. Lâu lắm mới lại thấy anh đi dạo. Tôi thường đi dạo vào cuối ngày. Hình như anh đã có chuyện gì suy nghĩ phải không? Hôm nay bọn Mỹ vừa ném bom vào một nhà trẻ ở huyện Văn Lâm, làm chết và bị thương 15 cháu. Anh Đình cũng có cho tôi biết chiều nay. Bọn khốn kiếp, đúng là mất hết nhân tính. Không gì man dợ bằng giết trẻ em. Nghe báo cáo mà tôi bàng hoàng cả người. Bữa cơm chiều nay không sao nuốt nổi. Đành phải đi lang thang cho khôi khỏa. À, anh Ẩn đi đâu mà tôi không thấy hả anh? Anh ấy về Hà Nội họp. Họp Trung ương à? Không. Ban Bí Thư làm việc với các trưởng phó ban, nhận định và đánh giá tình hình chung thôi. Không biết Ban Bí Thư có nhận định và đánh giá tình hình sản xuất nông nghiệp toàn miền Bắc không hả anh? Chắc là có, vì sản xuất được coi như là một mặt trận mà. Không biết Ban Bí Thư có thấy cái mặt trận ấy như trận đổ bát quái không? Cũng tùy cách nhìn thôi. Thế theo anh, có phải tình hình các hợp tác xã rối như canh hẹ không? Cũng không đến nỗi thế đâu. Có lẽ là do anh sốt ruột quá thì mới có một cái nhìn bi quan như vậy. Cảm ơn anh. Vâng, tôi sẽ điềm tĩnh xem lại mình anh ạ. Nhưng có một cái điều mà cấp trên của chúng ta chưa thấy. Đó là yêu cầu bức thiết phải thay đổi phương thức sản xuất của các hợp tác xã nông nghiệp. Nếu cứ khư khư giữ nguyên cái cơ chế cũ như hiện nay, thì đó sẽ là một trở lực cho con đường phát triển nông nghiệp anh ạ. Hiện nay đang có hiện tượng đổi mới từ dưới lên. Nói cho cùng, thời nào cũng vậy. Bao giờ cũng có hai cực đối lập, bảo thủ và đời mới. Có điều trong nội bộ không nên giải quyết những mâu thuẫn đó bằng phân cực, chia rẽ, đối lập, mà phải biết chờ đợi, thuyết phục để từng bước khắc phục những khác biệt đi đến thống nhất. Nhân đây tôi cũng lưu ý anh một điều, là muốn cải cách hay đổi mới gì thì tùy. Nhưng đừng bao giờ để tính tự phát của người nông dân đi chệch đường lối tập thể hóa xã hội chủ nghĩa. Điều đó liên quan rất lớn đến sinh mạng chính trị của anh đấy. Tôi biết, tháo gỡ, thay đổi nhưng không gây đổ vỡ hợp tác xã, năng động nhưng không hỗn loạn, trái quy định nhưng không mất tính tổ chức. Điều anh vừa nhắc tôi cũng đã suy nghĩ. Nhưng giá như tôi có thể đánh đổi sinh mạng chính trị của mình cho sự no ấm của nông dân thì tôi cũng sẵn sàng. Làm một con người chân chính đôi khi thật khó. Đúng thế. Muốn làm một người chân chính,
rất cần một tổ chức hiểu mình, một cấp trên phân minh sáng suốt và có những người đồng chí bên cạnh cùng tâm huyết, chí hướng. Thiếu một trong những điều ấy thì khó mà làm được việc lớn. Đôi khi tôi thấy mình cô độc vô cùng. Sáng nay anh Ba ở dưới Vĩnh Hòa về. Hình như ở dưới đó đang có chuyện gì, anh có biết không? Anh Bao nói lại với anh à? Nói qua qua thôi. Hình như ở dưới đó hợp tác xã đang hóa giá công cụ sản xuất cho các xã viên. Tôi nghĩ chắc anh phải biết chuyện này chứ. Không những tôi biết mà còn ủng hộ việc làm đó. Tôi ngại rằng việc này đến tay cấp trên sẽ dày già to đấy. Anh nên thận trọng. Tôi cũng lường trước việc đó. Nếu cấp trên có hỏi thì tôi cũng sẵn sàng giải thích việc làm của hai hợp tác xã Hồng Vân và Phương Trúc. Anh định giải thích thế nào? Tôi e rằng việc làm này hết sức mạo hiểm. Tôi cũng đã nhìn thấy điều đó trước khi đồng ý cho hai hợp tác xã hóa giá công cụ sản xuất bán cho xã viên. Chẳng giấu gì anh, tôi và chị Thương đã trực tiếp xuống đó bàn bạc với huyện ủy Vĩnh Hòa và ban quản trị hợp tác xã trước khi thực hiện. Nhưng không hiểu sao ai đã nói ra điều này để anh Bao biết mà xuống kiểm tra nhỉ? Chuyện này thì tôi cũng không rõ lắm. Có thể chỉ là vô tình. Anh Bao từ trước đến nay đã không bao giờ đồng tình với việc hợp tác xã Hồng Vân chia đất cho xã viên làm vụ sen canh và cho xã viên thầu ao nuôi cá. Đã mấy lần anh ấy yêu cầu anh Ẩn có thái độ dứt khoát về việc này. Nhưng anh Ẩn còn đang suy nghĩ. Có lẽ vì thế mà anh Bao xuống tận nơi tìm hiểu thì lại vớ ngay chuyện hóa giá công cụ sản xuất bán cho xã viên. Anh Bao có thái độ thế nào với việc này? Đương nhiên là rất không đồng tình rồi. Vì anh luôn cho rằng việc làm này là đi ngược lại với chủ trương đường lối. Trong ba phái viên, anh là người hiểu tôi nhất đấy. Vậy anh nghĩ như thế nào về việc hợp tác xã hóa giá bán công cụ sản xuất cho nông dân? Tôi hỏi thật đấy. Mỏi chân quá, tao ngồi đây nghỉ tí đi. Tôi nghĩ việc hóa giá trước sau rồi cũng đến. Vâng. Nhưng anh cho làm sớm quá. Thế có nghĩa tôi là người đi trước thời gian? Đúng như vậy. Anh là người đi trước thời gian. Liệu tôi có được mang danh hiệu con người tiên phong không? Biết đâu được. Hậu thế sẽ phong tặng danh hiệu này cho anh. Thế còn hiện tại, tôi bị coi là con người phá hợp tác xã, có đúng không nào? Nếu không thận trọng, anh có thể bị quy như vậy lắm. Thận trọng. Đi trước thời gian. Bây giờ tôi mới càng thấm thía câu nói của anh. Làm một người chân chính, sao mà khó thế? Tôi lo cho anh Kim ạ. Vậy mà tôi chẳng thấy lo chút nào. Anh thấy lạ lắm phải không? Đúng là tôi không hề thấy lo bởi những việc tôi đang làm. Anh có biết vì sao không? Vì tôi đang có những người bạn đồng hành rất đông đảo. Đó là những người nông dân. Họ sẽ bào chữa cho tôi. Nếu bây giờ không bào chữa được, thì mai sau hậu thế sẽ làm việc này. Cũng có thể lúc đó tôi không còn nữa. Nhưng điều đó cũng không sao. Hay thật. Cuối chiều rồi mà trời vẫn còn nắng đẹp. Có lẽ ta sẽ bàn trong thường vụ chị ạ. Anh Kim ơi. Thằng Tuyên vừa gửi quà đặc biệt cho anh đấy. Quà gì? Bí mật, anh phải bóc ra khác biết.
chắc lại xe đạp chứ gì. Đã dặn đi dặn lại là không được mua, thế mà chẳng chịu nghe lời, bướng bỉnh thế không biết. Không phải xe đạp đâu, mà là súng hơi đấy. Súng hơi à? Vâng. Mấy cân, cậu đã xem chưa? Em đâu dám mở ra xem ạ. Bây giờ thì thằng Tuyên ngoan nhất nhà rồi, chứ không còn là thằng bướng bỉnh nữa phải không? Lần này thì tha hồ ăn thịt chim nhá. Dạ vâng. À, em vừa thấy anh Côn mới về đấy anh ạ. Thế hả? Cậu bỏ tay Côn xuống nhà tớ uống nước nhé. Vâng ạ. À này. Dạ. Gọi cả tay đồ nữa nhé. Vâng vâng, em biết rồi. Về mà đọc thư con và ngắm súng cái đã. Gọi lão Côn xuống, rồi lại chuyện hợp tác xã mất cả buổi đấy. Ôi giời, chị yên tâm, gọi hắn xuống uống nước, ngắm súng thôi. Chứ không nói chuyện hợp tác đâu, chị khỏi lo. Đi. À, thằng Tuyên vừa gửi thư và quà về đấy. Thế hả? Lần này thì nhất ông rồi. Ai mang quà đến? Bạn nó, khổ thân, đạp xe từ Hải Phòng lên đây. Em giữ lại ăn cơm mà không chịu. Thư còn gửi về không đọc, ôm ngay lấy khẩu súng. Ông quý khẩu súng hơn con à? Ừ, quý con, mới ngắm đồ của nó chứ. Chị xem, chỉ được cái giỏ chống chế thôi. Nào đưa thư đây, xem cậu cả học hành ra sao nào. Nước đường em pha với vitamin C đấy. Chị uống đi cho đỡ mệt. Cô cứ để đấy cho tôi. Thế thưa thằng Tuyên viết gì đấy? Nó nói là nó luôn luôn được thầy giáo khen. Và nó bảo mẹ nó viết thư sang, nói bố nó bị nghiện hợp tác xã, không cai được. Để tôi đọc cho chị nghe nhé. Nếu so với nền nông nghiệp ở miền Bắc nước ta, nền nông nghiệp Cộng hòa Dân Chủ Đức tiến bộ gấp trăm lần. Công việc đồng áng được cơ giới hóa hoàn toàn. Không phải chân lấm tay bùn, đội nón mê đi làm ruộng như ở bên ta bố ạ. Còn ước, có một ngày nào đó miền Bắc nước ta cũng làm ăn giống như ở đây. Dân tộc Đức vốn là một dân tộc siêng năng và có kỷ luật nhất thế giới. Họ hợp lý hóa từ những động tác rất nhỏ. Vì vậy, hiệu suất sử dụng thời gian bao giờ cũng đạt mức tối đa. Hiếm tìm thấy ở họ những việc làm thừa. Còn người Việt ta thì lãng phí thời gian vô tội vạ. Nghĩ mà tiếc quá bố ạ. Con nghe mẹ nói bố đang ngày đêm mất ăn mất ngủ để tìm lối thoát cho sản xuất nông nghiệp ở tỉnh ta. Nên con đang dịch một số bài báo nói về phương pháp quản lý lao động, các biện pháp kỹ thuật áp dụng trong sản xuất nông nghiệp và một số bài báo liên quan ít nhiều đến nông nghiệp đăng trên các tờ báo và tạp chí của Đức để gửi cho bố. Con tin bố sẽ quý những bài báo này gấp vạn lần khẩu súng hơi con gửi cho bố đấy. Cuối thư, con chúc bố khỏe mạnh. Con, Tuyên. Đấy, chị thấy thằng cả nhà tôi chưa? Đúng là con nào bố đấy, bố nào con đấy. Thôi, nước đường pha với vitamin C đấy, ông uống đi. Vui quá, tim ngừng đập bây giờ đấy. Quanh đi quẩn lại. Cũng lại nước đường pha vitamin C thôi hả? Khối người không có mà uống đấy chị nhỉ? Ông không uống nước ấy thì uống nước gì? Thì tôi đã nói đây là thần dược. Vitamin C pha nước đường mà lị. À? Sao hôm nay lại ông tôi? Mọi hôm anh em ngọt sớt kia mà. Già rồi đầu hai thứ tóc rồi, con cái đầy đàn rồi, còn anh em người ta cười cho ấy. Cười hở 10 cái răng ấy. Em chào các chị. Trường về rồi à? Vừa về đến đây xong. Ông về khi nào? Đô vào đi. Lúc 1 giờ chiều anh ạ. Tình hình trên đó tiến triển tốt chứ? Lại bắt đầu đấy. Chú Côn đừng có trả lời. Để xem chú Kim chú còn nói chuyện hợp tác xã với ai nữa không? Chị không quan tâm đến hợp tác xã. Sao hôm nay giục tôi xuống ăn lưu cho bằng được? Làm việc là làm việc. Nghỉ ngơi là nghỉ ngơi. Đưa thư của thằng Tuyên cho chú Côn đọc đi. Ông Côn này. Thằng Tuyên vừa gửi cho tôi một khẩu súng hơi 9 cân rưỡi. Loại này mà bắn ấy, chim gái cứ gọi là lăn nùng ra. Khẩu của tiệp này được đấy anh ạ. Chứ nó không như mấy khẩu của Đức. Khỏe, nhưng mà bẻ gập thì nặng tay lắm. Này, đạn của nó có dễ mua không nhỉ? Ôi, ở dưới Hà Nội bán ối. Anh mua mấy chục cân cũng có. Họ bán cân à? Không, hình như người ta bán 100 viên. Một hào hay hào rưỡi gì đấy. Thế chỉ cần 10 chim gái là đủ. Có ai về Hà Nội, cậu gửi mua cho tôi 500 viên nhé. Vâng,
Ở dưới hợp tác xã An Lưu làm ăn thế nào hả anh? Lại đến lượt chú Côn. Thì cũng kể chuyện cho nhau nghe, chứ có bàn bạc gì đâu mà chị ngăn cấm. Tôi còn lạ gì chuyện của hai chú nữa, còn lâu mới kể chuyện xuông. Này bạn ơi, chiều nay có gì làm cơm, mời ông Côn với chị Thường ăn mừng khẩu súng mới không nhỉ? Không mời em à? Ui giời, cậu thì việc gì phải mời, không mời cũng lao vào ăn. Có gì không bà? Còn mấy khúc cá mè danh mua mậu dịch hôm qua, với vài quả trứng con gà mơ mới đẻ. À, thế cũng tốt rồi. Không cần phải làm thêm cái gì đâu. Trứng để cho gà nó ấp. Tôi xuống nhà bếp, lấy 3 suất cơm của tôi với chú Côn chú Đô, góp vào là đủ. Thế thì chị đi lấy cơm đi. Em qua cho anh Dần lấy mấy hộp thịt. Hôm qua anh ấy lại được cậu em họ gửi. Mắt cậu này như cú vọ ấy. À này, tiện thể mời ông Dần sang đây ăn cơm, tớ có việc cần bàn với ông ấy. Vâng. Các vật cản đã bị bứng đi rồi. Bây giờ ông kể cho tớ nghe tình hình ở Linh Sơn ngay, kẻo các bà lại quay lại. Tôi và Tây Hạp đi khảo sát toàn bộ các hợp tác xã ở Linh Sơn anh ạ. Huyện Linh Sơn có bao nhiêu hợp tác xã cả thầy? 26 anh ạ. Trong đó có 11 hợp tác xã quy mô toàn xã. Còn lại mỗi xã có 2 hợp tác xã. Riêng xã Du Thượng do địa bàn rộng và phân tán nên có đến 3 hợp tác xã. 5 hợp tác xã làm ăn khá là Cao Sơn, Hạ Đình, Liên Chiểu, Hồng Sơn và Trúc Sơn. 7 hợp tác xã làm ăn trung bình. Còn lại 14 thì trì trệ lắm anh ạ. Như vậy là yếu kém chiếm hơn 50%. Vâng. Một số các hợp tác xã yếu kém lại bị kiệt quệ nữa chứ. 2 tháng nữa mới làm vụ chiêm, mà trong nhà không có nổi chục cân thóc. Đã bắt đầu phải ăn độn ngô khoai sắn rồi đấy. 2 tháng nữa mới làm vụ chiêm, 4 tháng nữa mới được gặt. Vậy là phải ôm bụng nhịn đói 6 tháng nữa. Vì sao lại đến nông nỗi này hả ông? Lại có chuyện gì rồi phải không? Chú lại nói chuyện gì với chú Kim đấy? Tôi nói tình hình các hợp tác xã ở Linh Sơn cho anh ấy nghe chứ có nói gì đâu. Nhìn cái dáng điệu ngồi thế kia thì biết. Chắc lại có chuyện đau đầu nghĩ ngợi gì đây. Tôi có nói là một số hợp tác xã ở dưới Linh Sơn thiếu đói hết thóc, phải ăn khoan sắn trừ bữa. Biết ngay mà. Có chuyện gì với nhà em thế chị? Lại lên cơn nghiện chứ còn làm sao nữa. Anh thấy em tài không? Anh mệt à? Hết rồi. Hết cái gì? Hết mệt. Thế nào? Hết cơn nghiện rồi à? Cái thằng Hạp bậy thật. Dân thiếu ăn như thế mà không thấy nói gì cả. Quản liều thế không biết. Tay Hạp nó biết hết cả đấy. Nhưng có đến 100 tay Hạp cũng chẳng làm được gì đâu. Cơ chế nó như thế rồi. Phải phá bung cái cơ chế ra mà thoát chứ. Này, thằng Tuyên nó vừa mới gửi súng hơi về đẹp lắm đấy. Chú Dân nhìn thấy chưa? Ôi dào ơi, mới nghe thế thôi. Chứ đã nhìn thấy mặt mũi nó thế nào đâu. Chú Kim giấu ở đâu mà kỹ thế? Ở trong buồng ấy. Lấy ra mà xem. Này, ông Tào Du Thượng nhắn là đã thấy chim xếu về rồi. Lâu nay sao không thấy anh Kim lên bắn? Chim xếu về rồi à? Nghe nói vậy, chứ chuyện săn bắn tôi không ham lắm nên chẳng quan tâm. À, mùa này đúng là chim xếu đã về thật. Không biết súng hơi có bắn được chim xếu không nhỉ? Đến súng 2 nòng bắn đạn ria chưa chắc đã hạ gục được nó. Chứ súng hơi này có mà gãi ghẻ. Tuần tới đi Du Thượng, xem hợp tác xã dưới đó làm ăn ra sao. Tiện thể bắn mấy con chim xíu cải thiện. Cậu nhớ mua đạn cho tôi với nhé. Tôi sẽ đãi cậu một bữa thịt chim, sợ đến ra.
Không phải ăn thịt hộp như thế này nữa. Chưa đỗ ông nghề đã đe hàng tổng. Bài thuốc của chị Thường hay thật đấy. Anh Kim cắt cơn nghiện ngay tấp lự. Cũng nhờ mấy vị thuốc chìm xếu ở Du Thượng thì cơn nghiện nó mới cắt đấy. Chứ tôi thì làm được cái gì. Anh cho gọi tôi à? Ông ngồi uống nước, có việc cần hỏi ông đây. Có chuyện gì thế anh? Ban đối ngoại trung ương có công văn yêu cầu tỉnh cử cho 2 tỉnh ủy viên có trình độ lý luận, học qua trường đại học cao cấp sang Lào để giúp đỡ giảng dạy. Tớ nghĩ mãi mà không biết chọn ai, cho nên mới hỏi ý kiến ông. Cỡ tỉnh ủy viên như thế, chỉ có anh Quốc, chị Thường, anh Côn, tôi và 5-6 người nữa. Biết cử ai bây giờ? Ông thử kể cho tôi nghe vài cái tên xem nào. Ông Thi, ông Đình, ông Pha, Tay Bằng bí thư huyện ủy Vĩnh Hòa, cô Chi bí thư huyện ủy Tam Bình. Tôi xem còn ai không. Tay Khuôn, trưởng Ti giao thông nữa. Tay Bằng, cô Chi và Tay Khuôn là không được rồi. Mấy người này đang là cánh tay của tớ. Từ nãy đến giờ, tớ nghĩ đến Tay Đình và Tay Thi. Tay Đình đi, thì đẩy cậu Hoàng lên làm trưởng ban tuyên huấn. Còn vị trí chánh văn phòng của Tay Thi thì ai làm mà chả được. Ông thấy thế nào? Mà để hai vật cản này nằm trong cơ quan tỉnh ủy, tớ thấy cứ vương vướng thế nào ấy. Bố trí sắp xếp cán bộ mà anh cứ theo cá nhân, thích người này ghét người kia là sẽ sinh lắm chuyện lắm đấy. Đúng là hai người đó nếu không có vướng mắc với anh thì cử họ đi là hay nhất. Nhưng nếu cử họ đi thì thể nào cũng sinh ra chuyện là anh cố tình đẩy họ đi. Thôi, ông cứ thăm dò thái độ của họ xem sao nhé. Nếu họ phản ứng gay gắt thì cứ cử Tay Thi và một tay nào đó tùy ông chọn. Thế bao giờ thì những người này tập trung ạ? Cuối tháng này. Còn những hơn 2 tuần nữa, thoải mái thời gian lựa chọn. Cũng phải có quyết định sớm để họ có thời gian thu xếp việc nhà trước khi đi chứ. Ông thăm dò Tay Đình xem sao nhé. Việc này tôi giao hoàn toàn cho ông đấy. Sáng mai báo cáo danh sách. Cứ đề cử 2 hoặc 3 người gì đó rồi ta lựa chọn. Nhớ là không được cử các bí thư huyện ủy là tỉnh ủy viên đâu. Tớ đang rất cần họ. Nhá. Hai anh đang làm việc à? Anh. Xong rồi. Có việc gì thế? Tôi vừa mới nói chuyện qua điện thoại với cô Chi. Cô ấy kể lại chuyện bầu lại ban quản trị hợp tác xã Gia Đạo. Gia Đạo bầu ban quản trị mới rồi à? Thế thì hay quá. Hay gì? Giống như một vở hài kịch. Sao lại thế? Cả huyện ủy, đảng ủy và chi bộ Gia Đạo mà không chỉ đạo nổi cuộc bầu cử ban quản trị mới của hợp tác xã hay sao? Chẳng qua là do cách làm việc quan liêu và cả tin mà ra. Huyện ủy thì tin vào đảng ủy xã, đảng ủy xã thì tin vào chi bộ lại tin vào mấy anh quản trị cũ. Thế là bị họ dựng lên một cái vở kịch để cho lãnh đạo ngồi xem, dở khóc dở cười. Tóm lại bình đã cũ mà rượu cũng lại cũ. Thế thì láo thật đấy. Đúng là chúng chẳng coi ai ra gì. Phải trị cho chúng một trận, sắc cạch ra mới được. Anh mà cứ hút thuốc kiểu này, có ngày sặc khói là nguy đấy. Thế cô Chi định giải quyết việc này thế nào? Huyện ủy giao cho đảng ủy xã ra quyết định hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử và cho tổ chức bầu lại. Nếu đảng ủy xã mà không nhất trí được với nhau ấy, thì huyện ủy sẽ ra quyết định hủy bỏ và kiểm điểm nghiêm khắc đảng ủy Đạo Thắng, chi bộ Gia Đạo về tác phong quan liêu và đại khái. Huyện ủy sẽ xem xét hình thức kỷ luật. Phải kiên quyết như thế mới được.
Thế cô Chí có nói bao giờ bầu lại không? Cũng không nói rõ ngày giờ cụ thể anh ạ. Có khi sáng mai ông phải xuống gia đạo để xem tình hình thế nào nhé. Anh vừa bảo tôi sáng mai đi Mạc Sơn cơ mà. Anh không nhớ à? Nhá. Thôi, sáng mai ông cứ đi Mạc Sơn trước đi. À, mà ông làm hộ tôi việc này nữa nhé. Sau khi đi Mạc Sơn về, ông phải tổng kết chuyến đi khảo sát các hợp tác xã ở Linh Sơn. Đánh giá các mặt mạnh, mặt yếu để tìm ra nguyên nhân, nghiên cứu cách làm ăn của thằng Đằng Xá nhằm đẩy nó tiến thêm một bước nữa. Qua đó rút ra những kinh nghiệm cải tiến quản lý hợp tác xã, lập cơ sở để ra nghị quyết về vấn đề này. Lát nữa, tớ sẽ gọi điện cho cô Chi. Tập trung làm tốt việc thay bộ máy lãnh đạo của hợp tác xã Gia Đạo. Nếu vụ chiêm sắp tới, thằng Gia Đạo thực hiện thành công một số hình thức khoán mới, thì ta sẽ có một bài học rất quý. Đó là làm thế nào để đẩy một hợp tác xã từ yếu kém trở thành một hợp tác xã làm ăn khá. Hai ông thấy sao? Đúng như vậy. Lâu nay cứ chăn trở. Làm sao có một nghị quyết chung về việc đổi mới phương cách làm ăn cho các hợp tác xã? Nếu như hợp tác xã Gia Đạo từ yếu kém đi lên nhờ phương thức đổi mới làm ăn này, thì ta có đầy đủ cả lý luận lẫn thực tiễn cho cái nghị quyết mà anh Hằng mong ước đấy. Tôi nghĩ mãi rồi. Chẳng còn cách nào khác là phải cải tiến cả về cung cách quản lý lao động lẫn phương thức sản xuất của hợp tác xã. Phải dũng cảm công phá cái thành trì bảo thủ kia, cơ ông ạ. Bằng giá nào cũng phải chiến đấu, cho dù trông gai, khó khăn, thậm chí bằng cả sinh mạng của mình. Cái này còn tốt lắm đấy. Vâng. Cái này có lẽ mua về còn dùng tốt. Vâng. Có lẽ quạt tốt đấy. Gỗ cũng còn tốt. Bán ạ. Để cho tôi cái này cô nhé. Dạ vâng. Vâng ạ. Bán hết. Bán ạ. Mấy chục cái xe cải tiến đều do xí nghiệp cơ khí của tỉnh ta đóng cả. Chỉ mấy năm làm chung mà thành ra tàn tạ thế này. Cứ giao cho tôi thì cả chục năm nữa cũng không sao các ông ạ. Ở chiếc xe này trục bi còn tốt đấy, nhưng mà thành xe đã rồi, phải đóng lại mới dùng được. Ôi, nghĩ chồng mà tiếc của rời. Giá như cứ cho đấu giá từ mấy năm trước thì có phải là hay hơn không? Đến giờ đem ra đấu giá mà đảng ủy, ban quản trị hợp tác xã vẫn còn run như rẽ nữa là. Này, không biết là thời thế đã thay đổi hẳn chưa, hay là sớm nắng chiều mưa đây? Ơi, không thay đổi ấy, thì có mà vác gậy đi ăn xin à. Nghe nói là bí thư tỉnh ủy kiên quyết lắm, không cho quay đầu về như cũ đâu. Này, trên bí thư tỉnh ủy còn có người khác cao hơn. Nếu cấp trên mà không đồng ý thì 10 ông bí thư tỉnh ủy cũng bó tay. Này ông, ông xem cho tôi bánh xe có phải mất bi không? Thế nào? Bộ bi này vẫn còn tốt.
nhưng mà trục nó mòn không đều cho nên nó bị lắc ông ạ. Ui giời, nếu mua cái xe này về còn phải sửa chán may ra mới dùng được đấy. Ôi giời các ông ơi, tiền nào của đấy, lo làm cái gì. Này các ông này, nếu như hợp tác xã đưa châu bò ra hóa giá bán cho xã viên thì hay quá các ông nhé. Ôi, mới đấu giá có mấy cái xe này mà đã vừa làm vừa run rồi. Ơ này các ông ơi, chương trình còn hóa giá cả ruộng đất nữa lên các ông ạ. Thật hả ông? Ồ, này, thế thì định giải tán hợp tác xã à? Đúng rồi. À các ông này, tôi xí cái xe ông này. Xe này à? À, các ông giúp tôi để cho ngoài kia nhé. Ừ thì đấy, nào. Huyện ủy đang quyết định xây dựng các anh trở thành lá cờ đầu trong phong trào sản xuất của huyện. Các anh có nhận không đấy? Ấy, em xin bí thư, cứ để cho hợp tác xã chúng em vác cờ đi sau thiên hạ cho nó nhàn cái thân ạ. Thế các cậu không muốn nổi tiếng à? Ui dồi ôi, được cái tiếng thì miếng không còn. Sao lại được tiếng thì miếng không còn? Ấy, em đọc trên báo, thấy người ta cứ kéo nhau đến tham quan hợp tác xã điển hình mà hãi ạ. Có khi làm ra cũng chẳng đủ để đãi quan khách và cánh nhà báo ạ. Ấy, thằng Vinh, chủ nhiệm hợp tác xã Phương Trúc thích nổi tiếng lắm. Bí thư cứ xây dựng Phương Trúc trở thành hợp tác xã điển hình của toàn huyện cho nó sướng ạ. Đến lúc đó thì đừng có trách là huyện ủy không công bằng sáng suốt đâu đấy nhá. Ấy, em hứa là không ghen tị đâu ạ. Không những thế, tuần nào em cũng qua ban quản trị của hợp tác xã Hồng Vân tham quan để còn kiếm bữa chén chứ phải không ạ? Đúng đấy anh ạ. Nhiều anh muốn tỉnh muốn huyện chọn làm lá cờ đầu không được, còn các cậu thì trốn đây đẩy lạ thật. Bác cứ nói thế ạ. Này, dạ, tôi thấy mấy hợp tác xã lá cờ đầu ở miền Bắc được trung ương đầu tư ghê lắm. Vâng ạ. Có hợp tác xã được cả một cái trạm bơm. Thế cơ. Có nơi thì được máy cày máy kéo mì tít. Chỉ là cái áo bề ngoài thôi anh ơi. Sau dăm ba tháng hết đợt tuyên truyền cho bàn dân thiên hạ học tập rồi đâu lại vào đó, đói vẫn hoàn đói, cứ lặng lẽ mà làm như chúng mình có khi còn ấm bụng anh ạ. Đúng đấy ạ. Mà này, chẳng hiểu các cậu thấy thế nào. Ông lấy cái xe này. Tớ phấp phỏng lo âu. Sản xuất thì chuyển biến, dân không bị cái đói đe dọa, xóm làng tươi vui trông thấy. Nhưng liệu tình hình có được bền chặt hay không? Có thể một ngày nào đó cấp trên bảo mình làm như thế này là sai, quay lại nền nếp cũ, thế là xong. Dạ. Tôi không tin có chuyện đó. Đúng sai gì thì đã có thực tế chứng minh. Không lẽ cấp trên không nhận ra điều đó? Không phải tớ phấp phỏng lo âu là không có căn cứ đâu. Các cậu còn nhớ hôm tổ phái viên của Trung ương xuống làm việc với huyện ủy không? Dạ. Hôm ấy không có bí thư tỉnh ủy và chị Thường phản bác lại. Có khi tớ đã yêu cầu các cậu dọn dẹp hết mọi chuyện lại như cũ rồi. Nghĩ lại hôm đó mà kinh. Hôm ấy tôi với cả ông Bằng cứ co rúm người lại, cứ như bị xử tòa. Quả thật, hôm ấy tớ cũng rùn quá. Như vậy là việc cho nông dân sử dụng ao của hợp tác để nuôi cá là có chủ trương của đảng ủy và ban quản trị hợp tác xã. Vậy mà đồng chí lại nói là không ai chủ trương. Chúng tôi không coi đây là một biện pháp mang tính chất lâu dài, mà chỉ là một giải pháp tình thế, có lợi cho hợp tác xã, có lợi cho dân thôi ạ. Ngụy biện, đem tài sản của tập thể giao cho nông dân làm giàu là phạm phải một sai lầm hết sức nghiêm trọng. Dù bao biện thế nào cũng là hành động từ bỏ con đường làm ăn tập thể xã hội chủ nghĩa sang làm ăn tư nhân tư bản chủ nghĩa. Các đồng chí nhận thức hết sức mơ hồ về cuộc đấu tranh giữa hai con đường. Hãy khoan tranh luận đúng sai. Tôi muốn hỏi, với cương vị của một bí thư huyện ủy, đồng chí đã nghiên cứu kỹ các nghị quyết của Trung ương về tổ chức hợp tác xã nông nghiệp và các nghị quyết khác liên quan đến phát triển nông nghiệp, đặc biệt là phát triển nông nghiệp trong tình hình mới chưa? Báo cáo đồng chí, không chỉ riêng tôi, mà toàn bộ đảng viên trong đảng bộ huyện đều đã được quán triệt tinh thần nghị quyết đó rồi ạ. Vậy đối chiếu nghị quyết với việc làm hiện nay, có chỗ nào trái ngược nhau không? Tôi xin có ý kiến ạ. Trong nghị quyết không thấy ghi là tùy tình hình thực tế của từng địa phương mà vận dụng phù hợp với từng hoàn cảnh.
Nên do đó cái sai của huyện ủy chúng tôi là làm những điều không ghi trong nghị quyết. Có nghĩa là các đồng chí coi nghị quyết như một mớ giấy lộn, chấp hành kiểu nào cũng được, có phải không? Anh kia. Chào ông. Chính hôm đó ông ẩn còn nói, ngày nào nông dân còn sở hữu một cái ao, một con trâu, một cái cày, thì ngày đó đầu óc tư hữu vẫn còn cơ hội để tồn tại. Bây giờ mình lại hóa giá công cụ bán cho nông dân thế này, không biết cấp trên có để yên cho không? Dạ thì hợp tác xã vẫn tồn tại đấy thôi ạ. Cuộc sống của người nông dân đang thay ra đổi thịt, nỡ lòng nào lại muốn dân trở lại con đường nghèo đói. Có nhiều điều trong cuộc sống không thể lý giải nổi giữa có thể và không thể. À thôi, canh cứ đứng nói chuyện. Tôi ra xem bà con bàn tán về chất lượng các thứ để đấu giá. Nếu ổn rồi, tôi cho đấu giá luôn ạ. Ừ. Vâng ạ. Nào, bà con đã xem kỹ mọi thứ chưa để chúng ta đấu giá đây? Chúng tôi đã xem kỹ mọi thứ rồi, ông cứ việc đấu giá đi. Rồi, bây giờ thì đề nghị tất cả bà con trật tự nhé. Giờ tôi xin nhắc lại nội quy đấu giá. Trước khi chủ nhiệm phổ biến nội quy bán hóa giá, tôi xin có ý kiến. Chỉ nên hóa giá những cái xe cải tiến, cấy tay, cào cỏ một lưỡi và liềm. Còn 6 cái cào cỏ cải tiến 64A và 9 bình thuốc trừ sâu nên để lại cho hợp tác xã. Ruộng phần trăm của gia đình chúng tôi chỉ cần có nửa buổi đưa tay sục cỏ là xong. Dạ. Mua cũng chẳng dùng hết. Dạ dạ. Tôi đề nghị cào cỏ cải tiến 64A và bình phun thuốc trừ sâu xin cứ để lại cho hợp tác xã thôi. Vâng ạ, chúng tôi sẽ thuận theo lời của bà con ạ. Những nguyên tắc đã thỏa thuận trong cuộc họp toàn thể xã viên, bà con đã nắm chắc hết chưa ạ? Nắm rồi. Về phương thức thanh toán thì ai có tiền thanh toán được ngay thì tốt ạ. Còn ai chưa đủ thì có thể để đến vụ gặt sau ạ. Có thể thanh toán cho hợp tác xã bằng thóc, quy theo thời giá. Nếu không ai có ý kiến gì nữa thì chúng ta bắt đầu nhé. Hôm nay ông bí thư huyện ủy cũng xuống dự đấu giá cơ à? Định mua chiếc xe cải tiến để đi đâu thầy nhau kéo, chứ đạp xe khổ lắm ông ạ. Ngày trước ông tổng cư đi đâu cũng cưỡi ngựa, thế sao bí thư huyện ủy không tậu lấy con ngựa mà đi cho khỏe, đỡ phải đạp xe không? Sắm ngựa vừa đắt vừa phải chăm cho nó còn vất hơn là đạp xe ông ạ. Thế hôm nay đấu giá nông cụ có vui không? Ôi vui quá đi chưa ạ. Cứ cái đà này thì nông dân chúng tôi sẽ đổi đời trông thấy đấy ông ạ. Thế nay mai có đấu giá cho bò không hả ông? Chuyện đó chưa thể nói trước được đâu ông ạ. Ai chứ ông bí thư tỉnh ủy nhà ta là dám làm lắm đấy. Bây giờ ta bắt đầu từ chiếc xe thứ nhất nhé. Cô Lợi xem chiếc xe số 1 định giá bao nhiêu. Đọc to lên cho bà con biết. Xe số 1 giá khởi điểm là 38 đồng. Ai trả giá bao nhiêu? Dạ. Đắt quá nhỉ, hơi đắt. Tôi trả giá 38 đồng 3 hào. Dạ. Em đi vào bánh tay quá. Ô cái lão này trông thế mà lắm tiền. Tôi xin trả 39 đồng 2 hào 5 xu. Có ai trả giá cao hơn không ạ? Ô cái thằng cha này, xem suốt từ sáng ngày đến giờ mà không chán à? Mất tiền phải xem cho kỹ chứ. Tôi trả 39 đồng rưỡi. Ái già, xưa nay giả nghèo giả khổ, bữa nào cũng ăn cơm với cả ủng, rau nấu với muối, thế mà trả giá cao thế. Có ai dám đua với tay thao không? Sợ gì mà không dám đua. Tôi giả 39 đồng 7 hào. 39 đồng 7 hào rồi. Có ai giả hơn không ạ? Tôi giả 40 đồng. Quán hô. Bây giờ bác Bình giả 40 đồng rồi ạ. Có ai giả hơn nữa không ạ? Thôi. Đề nghị bà con chúng ta hoan hô ạ. Anh đang bận cho anh. Có vài việc giao cho tay đô nhưng xong rồi. Có việc gì không? Tôi muốn gặp anh có chút việc ạ. Vào uống nước rồi ta nói chuyện. Anh cứ làm việc đi, em sang phòng ạ. Anh có ý định cử tôi sang Lào làm chuyên gia có phải không? Ban đối ngoại trung ương yêu cầu tỉnh ta cử 2 tỉnh ủy viên có trình độ lý luận đã qua trường đảng cao cấp sang làm chuyên gia tại Lào.
Tôi với ông Dần đã điểm qua một số tỉnh ủy viên có đủ tiêu chuẩn. Trong đó có ông. Nhưng chưa kết luận gì cả. Có phải nhân dịp này anh muốn đẩy tôi ra khỏi cơ quan tỉnh ủy có phải không? Ông nghĩ như thế thật à? Không phải là nghĩ, mà là tôi khẳng định là như thế. Vì sao ông khẳng định như vậy? Cũng dễ hiểu thôi. Vì tôi là một trong những người kiên quyết đấu tranh với những việc làm sai trái của anh. Ông nghĩ nếu ông ở lại thì tôi sẽ không thực hiện được những việc tôi đang làm à? Nếu không ngăn chặn được thì ít ra tôi cũng hạn chế những sai lầm của anh. Ông là một cây lý luận về chủ nghĩa Marx. Tôi nghĩ ông phải nắm được quy luật của sự phát triển hơn ai hết chứ nhỉ. Vậy ông có đủ khả năng và sức mạnh để cản trở cái mới, cái tiến bộ đang dần dần thay thế cái lạc hậu, giáo điều, máy móc vẫn đang diễn ra trong các hợp tác xã nông nghiệp hiện nay không? Liệu như vậy có quá ảo tưởng không nhỉ? Mà ông có ở lại, bất quá cũng chỉ làm tôi khó chịu thôi, chứ chẳng cản trở được việc làm của tôi đâu. Như vậy là anh đã thừa nhận do tôi làm vướng chân anh, cho nên anh muốn gạt khéo tôi ra khỏi đây chứ gì? Tôi mới tay dần, mới chỉ điểm qua những người có đủ tiêu chuẩn như cấp trên yêu cầu thôi, chứ chưa quyết định gì. Nếu thế thì tôi nằm ngoài tiêu chuẩn ấy. Tôi không chỉ là tỉnh ủy viên, mà còn là thường vụ tỉnh ủy. Nếu không có ý đồ, sao anh lại đưa tôi vào danh sách những người được lựa chọn ấy? Thường vụ hay tỉnh ủy viên chỉ là sự phân cấp trách nhiệm, chứ không phải chiếc ghế cao hay thấp để ngồi mà hưởng lộc. Ông yên tâm, ngồi trên chiếc ghế trưởng ban tuyên huấn của mình đi. Bây giờ tôi hỏi ông chuyện này nhé. Vừa rồi ông xuống Vĩnh Hòa để tìm hiểu việc hóa giá công cụ sản xuất bán cho nông dân, có đúng không? Tiện có xe của anh bao xuống dưới đó, tôi đi cùng để xuống kiểm tra tình hình thực hư ra sao. Tôi muốn hỏi ông câu này nhé. Ông nghĩ thế nào về việc làm của hai hợp tác xã Hồng Vân và Phương Trúc? Tôi và anh Bao đều có chung một nhận định. Đây là một việc làm hết sức sai lầm thuộc về quan điểm. Khi nãy, anh có nói đến quy luật của sự phát triển. Đã nói đến quy luật của sự phát triển là phải nói đến sự phát triển đi lên theo hình xoáy chồn ốc. Phủ định, nhưng phải kế thừa những cái đã qua. Những cái mà anh cho là mới lại đang theo đà đi xuống. Bao nhiêu năm làm cách mạng để xây dựng cung cách làm ăn tập thể, bây giờ lại cho nông dân quay lại lối làm ăn tư hữu. Như thế nghĩa là sao? Hết trả ao chuông cho nông dân thả cá, bây giờ lại bán công cụ cho họ. Cứ cái đà này, tôi tin có ngày trâu bò ruộng đất sẽ trả nốt cho nông dân. Nguy hiểm quá. Anh nói đã hết chưa? Tôi nghĩ chuyện này thế nào cũng đến tai cấp trên. Anh mong như thế lắm có phải không? Tôi mong anh đừng hiểu lầm sự chân thành và thẳng thắn của tôi. Ông đã nói hết chưa? Vâng, hết rồi. Những lời ông vừa nói, tôi cũng đã được đọc nhiều rồi. Nào là đời sống của người nông dân đã được cải thiện rõ rệt. Các hợp tác xã đã có những bước tiến vượt bậc. Đóng góp cho nhà nước tăng. Văn hóa xã hội phát triển không ngừng. Rồi là khối liên minh công nông ngày càng vững chắc. Miền Bắc đã xong giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội và đang bước vào thời kỳ quá độ cộng sản chủ nghĩa. Nhưng còn một thực tế khác khiến tôi không thể bằng lòng với những gì đã đạt được. Đó là người nông dân đang đói. Họ đã hy sinh cho cách mạng quá nhiều trong cuộc kháng chiến chống Pháp trước đây. Giờ lại đổ máu cho công cuộc giải phóng miền Nam. Có ai khổ hơn, tốt hơn, chịu đựng hơn người nông dân của chúng ta hay không? Ông trả lời tôi đi. Thằng Tuyên nhà tôi gửi thư về khoe ở bên Đức. Người nông dân sống gần như được thỏa mãn về nhu cầu vật chất và tinh thần. Nó ao ước có một ngày nào đó, nông dân mình cũng được như vậy. Không phải là các hợp tác xã, mà là những nông trang rộng mênh mông.
và người nông dân được thực sự làm chủ trên mảnh đất của họ. Họ không phải tranh cãi nhau về mấy lạng thóc, cách kim, sợi chỉ, mảnh vải, mâm nhôm. Họ có được tất cả những gì mà cha ông họ mơ ước hàng ngàn đời nay. Đó là cuộc sống ấm no hạnh phúc. Chẳng lẽ ông không nghĩ đến điều đó hay sao? Làm người thì phải biết mơ ước những điều tốt đẹp hơn những gì mình đang có. Làm người cộng sản càng phải biết mơ ước những điều tốt đẹp hơn cho đất nước mình, cho nhân dân mình. Chưa làm được những điều cao siêu đó thì hãy làm ấm bụng người nông dân và làm cho họ có đủ quần áo để mặc trong những ngày đông tháng giá. Trong cơ quan tỉnh ủy, có ba người chưa biết đến cái khổ cái đói là gì. Đó là ông Côn và chị Thường. Còn tôi, ông Quốc, ông Dần, Tay Long, Tay Khiêm thì đều đã hiểu cái đói cái rét thấm da thấm thịt là như thế nào. Chính vì thế, tôi mới thấm thía và tìm mọi cách không để cho người nông dân phải kéo dài kiếp sống đói khổ. Đó cũng là cách mà tôi trả ơn cho sự kiêu mang của họ khi tôi còn hoạt động bí mật trong thời kỳ kháng chiến. Nhiều người trong chúng ta khi có chức có quyền, khi đã ấm no, đã quên mất sự hy sinh mất mát của người nông dân. Đó là sự vô ơn mà tôi không cho phép mình mắc phải. Ông phê phán tôi phạm sai lầm khi đi ngược chủ trương đường lối tập thể hóa của Đảng. Nhưng tôi cần nói với ông điều này. Mục đích cho dù đúng đắn đến mấy đi nữa, nhưng phương pháp thực hiện sai sẽ không bao giờ đi tới cái đích đâu. Ông Lịch và ông Doanh lên chỗ tôi làm ầm ĩ. Họ nói là sẽ khiếu kiện lên tỉnh ủy. Nếu như tỉnh ủy không giải quyết, họ sẽ khiếu kiện lên trung ương. Tôi giải thích thế nào họ cũng không nghe. Muốn khiếu kiện thì cứ khiếu kiện. Việc cần làm thì vẫn cứ phải làm. Thế dư luận chung của xã viên về việc này như thế nào? Theo anh Ngô báo cáo thì bà con tỏ thái độ rất đồng tình. Có điều khá bất ngờ là bà Ngật đến gặp anh Ngô, tố cáo ông Ngọ đến vận động bà bỏ phiếu cho ban quản trị cũ và hứa cho bà ta, bà Quy, cô Hoang mỗi người 5 ngày công. Đợt đi ra đạo công tác vừa rồi, tôi cũng ở nhà bà ấy mấy hôm. Thấy gia cảnh cũng thương tâm lắm. Túng bấn quá nên nảy sinh ra nhiều tính xấu, chứ đó không phải là bản chất của bà ấy đâu. Vừa qua chắc bà ấy cũng bị lợi dụng thôi. Bà Quy hay là cô Hoang cũng thế. Tôi cũng nghĩ thế. Khổ quá nên đôi lúc tính quẩn mà. Ừ. À, thế việc bầu lại ban quản trị của gia đạo đã chuẩn bị đến đâu rồi? Đã tổ chức họp xã viên để thông báo quyết định của đảng ủy về việc hủy bỏ cuộc bầu cử vừa rồi. Các xã viên cũng đã giới thiệu các đại biểu tham gia đại hội sắp tới. Chi bộ cũng đã họp và rà soát lại tư cách của các đại biểu do xã viên tuyển cử. Thế có ai bị loại ra không? Dạ không ạ. Chi bộ còn giới thiệu thêm vài ba đảng viên nữa để tham gia đại hội. Có thông qua trong cuộc họp của xã viên không? Không. Ba đảng viên này được bổ sung hôm họp chi bộ để rà soát tư cách đại biểu. Ừ, thế là sai rồi. Xã viên không cử thì chi bộ không nên vượt quyền họ mà làm vậy. Mình vừa phê phán cách làm ăn tùy tiện của ban quản trị cũ, nhưng lại đi vào vết xe đổ của họ, nghĩa là sao? Tôi sai rồi. Nói thật là tôi không nghĩ ra. Thôi được, tôi sẽ bảo anh Ngô không đưa ba đảng viên này vào danh sách các đại biểu nữa. Chương trình tiếp theo như thế nào? Gia đạo đề nghị cho tổ chức đại hội trước khi thu hoạch vụ ngô và khoai tây. Vì sau khi thu hoạch phải bắt tay ngay vào vụ chiêm, nên thời gian rất là eo hẹp. Nếu đã chuẩn bị kỹ càng như thế thì nên tiến hành làm càng sớm càng tốt. Thế chi bộ có dự kiến ai vào ban quản trị không? Dạ, dự kiến đưa 4 người vào ban quản trị. Đó là anh Dậu, anh Tế, em Bích và ông Cẩm. Ừ, những người đó xứng đáng đấy. Nhưng giá như ngoài cô Bích ra mà đưa thêm được một người phụ nữ vào thì tốt quá. Hiện nay phụ nữ đang đóng vai trò chủ yếu trong sản xuất, để nam giới còn đi chiến đấu. Sắp tới, lực lượng sản xuất chủ yếu cũng sẽ là nữ giới, nếu tình hình chiến tranh còn kéo dài.
Tôi sẽ về truyền đạt lại ý kiến của chị để chi bộ gia đạo nắm được. Tôi đang bàn công việc với chị, chứ có chỉ đạo gì đâu. Đừng coi sự bàn bạc của cấp trên là chỉ đạo, mà chỉ lấy đó làm tham khảo thôi. Vâng. Đôi khi do không sát với thực tế, sự bàn bạc của cấp trên dễ bị sai lầm lắm đấy. Nên cẩn thận. Dạ, tôi nhớ rồi. Lần đại hội vừa rồi có mấy người giới thiệu bà Mão, và cũng thu được mấy phiếu bầu. Nhưng tôi chưa thực sự hiểu bà này lắm.